Chào mọi người nhá. Anh ngồi ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm đây. Ăn cơm, ăn cơm. Vui quá xa là vui. Bánh tét ơi, bánh tét. Bánh tét ơi, bánh tét. Bỏ cái thùng nước vào đây. Sao lại để cái thùng nước dưới này vậy? Cho nó ra, đá nó tan hết trơn luôn. Nó quạt một lúc rồi không còn miếng đá nào uống bây giờ. Ăn cá mó chiên. Cá mó chiên. Ăn cơm. Ăn đi, đâu có đồ chặt thế này đâu mà. Nhá mày. Anh nắm cái lần đó rồi. Anh chắc à, anh chắc là thôi rồi. Anh chắc nó không muốn quay đầu đâu. Nó sợ bộ quá, hiểu không? Quay cái gì mà quay? Ai nó mượn nó? Nó kêu là làm gì làm cũng mày chừa lại con đường sống đúng không? Ai chơi mày? Nói rồi vào Việt Nam cái gì cũng chắc có người gặp lại đúng không? Nó kêu vậy đó. Người ta mà gặp lại mày chắc người ta chắc mày người ta phang cho mà người ta cho mày cũng cũng trội á đúng không? Ai ưa thứ quỷ ma trên lôi ai mà ưa mày làm gì làm phải chừa một con đường sống cái gì. Anh ra lên giòn đây thảo lao à, giờ nó chơi toàn có miếng nhân kế mà chơi ba chiêu đó để là bên Hồng Lan ta tin á. Khi là nó quay xe đâu có ai mà nó rảnh mất đồ nó ngồi nó nghe mà nó muốn luật chủ yếu là lấy cái nước làm canh thôi. Được không? Nước á. Coi cái xào ngon không? Ở ngoài Bắc ra coi cái xào mà.
Còn mang chát là sức đầu tiên nó. Rồi nó nói ngon ngáo à. Vậy mà cũng còn kêu à, làm gì làm thì giữ cái thể diện này cho mình. Con, còn cái con mẹ còn cái gì nữa đâu mà thể với trả diện, đúng không? Vậy mà nó kêu là để giữ lại thể diện đó. Cá mó này cả nhà, cá mó chiên ngon, cá mó chiên chả. Ê, cái muỗng múc canh em ra lấy giùm em. Quá thể diện đâu mà giờ lấy thể diện. Nó kêu làm thì làm, phải lấy thể diện lại. Bó tay. Mày có làm thì có. Mày làm thì có thể diện, đúng không? Có thể diện cho mới lạ. Mình chắc là đúng rồi, giống như kiểu là trò, giống như kiểu là trò cười của thiên hạ thôi. Like rồi để cho khán giả coi cuối 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 cái cha này hết pin rồi cha. Anh em lấy cục sạc nóng đâu có mở được, cái này của nó mở phải coi này, mở cái này ra ra lấy cục sạc cho nó nhanh. Cục sạc em cắm ở đó, cục sạc màu trắng đó đó, cục sạc đắng đó. Nó đang chặt dở đó. Bụng trắng tay đang chặt dở bên kia kìa. À. Lấy cục dự phòng đi. Cái dây sao kéo lên? Ừ, lấy cục dự phòng. Còn để đâu? Trong cái hộp này được không? Đây. Trong cái tổ dột. Được ạ. Cái này đâu có vừa đâu, cái này nó thật. Quay lại. Đúng. Đắt quá. Đây. Này nó đâu có bên đúng. Bên kia. Không đúng luôn. Đây, sao kia được. Không đúng của nó. Làm kéo ghế là không đổi được đâu. Cắm vô được. Giữ thể diện tôi làm gì làm với tôi, bây giờ giữ thể diện lại cho tôi. Mày nghe nó, mày thể diện không, tiếng ngao ngán này. Đúng không?
tính đi mua đồ ăn ấy. Nhà mình cá chiên. Ăn muối xào ngon nhưng mà mau đói hả chồng á? Ngon. Muốn chào bà làm ngon chứ cả dầu hả? Cái buôn bán nó khó. Cái buôn bán nó khó lắm. Làm mà dạng như là được cách một lần đó. Khó. Nên tại sao mà người ta quan trọng là khách mua một lần ăn một bài, hiểu không? Bà bán công nhân mà. Mình đi ra. Mất dài rồi ra. Ném. Vô cùng. Nói dù có bánh chát không. Hết cái qua hết cái đời ra ma này mà bánh chát không chắc chết luôn. Nè. Cái này. Nó là không phải là. Không phải là ra ma Hồng Lan mà là ra ma bánh chát rồi. Thua mày luôn hả? Này là lời ra ma riêng của mày luôn rồi. Đúng không? Chào lời ra ma giống con mì tôm á. Là lời ra ma để câu like câu view. Mà anh ở thất đức quá. Ăn vài cái đồng tiền người sẽ chửi trong. Ngày chưa đi làm á. Một mâm ăn hết đi chồng. Ngày chưa đi làm á. Cái món mình chết cơm á. Là công ty nó cho con cá một dĩa cơm á. Cho con cá một con cá mó á. Thế rồi bên miếng canh mà nước canh là như này nè. Đó. Nó bụng bố à? Ừ. Phì à? Bố là gì em? Anh tối chị đem muốn ăn dừa nhưng không dám ăn no. No đói thì cũng giống nhau. No quá mắt nó giết rồi. Nào mình ngủ cũng ngủ, xong rồi no. Chắc tại bố đi ngủ. Chắc đúng rồi. Bố nó thẳng giết. Nhưng mà nước rau muống này nó ưa là chiều nó ra mua 2 ký cà chua. Nó ưa là có cái cà chua cho nó ngon. Đúng không? Chứ nếu mà để nước không mà không ngon bằng cà chua. Vắt chanh vô cũng được nhưng mà em cứ thích bỏ miếng cà chua vô vậy. Giống như là canh chua mà ngày xưa ở trên Thái Nguyên đó là người ta cho quả xoài vào nước cho muống á. Cho quả xoài vào
nó giống trái xoài non đó. Mà trên miền núi ta gọi là quả quéo à. Giống như trái xoài non. Mới lần luộc rau muống xong đúng không? Bỏ trái xoài thôi. Trong cái nước nó ra nó chua chua. Rồi ăn đã luôn. Cái này cũng ngon này đúng không? Mà có nước rau nó mát ruột đúng không? Ừ. Làm gì làm cũng không bằng nước rau. Nhưng mà canh này, một là canh, còn hai là rau luộc lấy nước làm canh. Những người ta đi làm hồ hay làm gì đó mà ta có miếng nước này ta hút thôi đúng không? Bố mày cứ phải cho ăn no. Lấy anh em không đang like nó đó, đói chưa em muốn ăn thì nói đại đi mẹ mày đói chưa mẹ. Trời ơi anh gửi anh 2 tô. Hai chồng anh gửi anh thi mẹ hút thêm miếng nước đi. À, rau muống luộc cà chua làm canh rau muống luộc anh người thích ăn như vậy luộc rau muống anh xong lấy nước rau làm canh với cà chua. Anh người ăn 2 tô đầy 2 tô nha cả nhà. À, ngon không cả nhà? Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Bye bye cả nhà.